Người có 3 giai đoạn trưởng thành. Một là giai đoạn chưa trưởng thành, là giai đoạn bị phụ thuộc người khác, phụ thuộc cha mẹ, phụ thuộc người thân, bạn bè, thầy cô. Level trưởng thành thứ hai là không bị phụ thuộc người khác. Lúc này bạn chịu trách nhiệm cuộc đời mình, học cách đứng trên đôi chân của mình, không dựa vào tiền cha mẹ. Level trưởng thành thứ ba, bạn là chỗ dựa cho người khác. Nếu bạn là chỗ dựa vững chắc cho những người đang làm việc với mình, nhân viên cấp dưới của mình, đối tác của mình, thì bạn có thành công lớn hay không? Dù là mình chưa chịu trách nhiệm hay là không chịu trách nhiệm, chỉ là cấp độ 1 thôi. Và cấp độ của những đứa con nít á, hở chuyện là khóc bù loa lên, hở tí là đổ thừa, đổ lỗi oán trách, hở tí là đổ lỗi người khác, chẳng khác những đứa con nít chưa đứng được trên đôi chân của mình là chưa phải. Khi mà bạn không thành công một việc nào đó, bạn biết là do ai? Do mình. Và bạn tìm một cách gì đó để thay đổi bản thân mình, là tôi chưa chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, là họ hay đổ lỗi tại cái này, tại cái kia, tại xã hội. Người chưa chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình là họ hay đổ lỗi tại cái này, tại cái kia, tại xã hội, tại chồng, tại con, tại cha mẹ, tại cái ghế, tại cái bàn, tại. Nhưng mà trừ tôi ra, khi họ đổ lỗi cho người khác thì họ là người không có lỗi. Và tôi không có gì để sai, nên tôi không có gì để thay đổi, nên và tôi không có gì để sửa, và tôi vẫn vậy. Nếu bạn là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, mỗi khi có cái điều gì không tốt là bạn biết là do mình sẽ thay đổi, mình làm sao để mình làm tốt hơn, xuất sắc hơn và đạt được kết quả cao. Nếu bạn tốt nghiệp được bài học chịu trách nhiệm này, bạn nằm trong top 10% những người thành công nhất trên thế giới, ghê chưa? Nếu bạn muốn trở thành người lãnh đạo lớn, chủ tịch tập đoàn lớn, thì bạn phải có khả năng lãnh đạo, bạn phải có khả năng không những chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, mà bạn phải có chịu trách nhiệm cho chính bạn, cho những hệ thống của bạn, kinh doanh của bạn, những đồng nghiệp của bạn, những đối tác của bạn, những đội nhóm của bạn. Quan sát những người chủ doanh nghiệp lớn, triệu đô, tỷ đô đi. Họ là người chịu trách nhiệm cho rất nhiều người, họ chịu trách nhiệm cho tất cả nhân viên, những người làm trong công ty đó. Sau đó bạn mới lên level cao. Nếu hôm nay bạn chưa thành công về điều gì đó thì có nghĩa là bạn cần phải thay đổi. Bài toán lớp 5 nó chỉ khó khi mà người chưa học hết lớp 5. Học rồi thì nó dễ, về tài chính nó cũng vậy. Nó chỉ khó là ở vì có cái điều gì đó bạn chưa biết. Và đây là lúc bạn cần phải học tập và phát triển. Tư duy số 2 mà Thảo đã giác ngộ được trong chương trình 21 ngày khai mở trí tuệ thành công của câu lạc bộ từ người thầy của Thảo. Và bao nhiêu anh chị mình muốn cùng giác ngộ những tư duy mới thì có thể tham gia học tập cùng với Thảo. Chương trình vào lúc 20:30 từ thứ 2 cho đến chủ nhật.